chào mọi người đến với chương trình dành cho các em từ 4 tuổi trở xuống. Cô là Minh An từ Children Discovery Museum. Các con và mọi người có biết An đang ở đâu không? An đang ở trong museum và trong cái phòng của Wonder Cabinet. Các con, các con có nhận ra cái giếng này không? Cái giếng này nó không có chứa nước mà nó hút vật thể, còn gọi là Gravity Well Hôm nay để mình cô sẽ thử bỏ mấy cái miếng sắt như thế này mấy kim kim loại này xuống để coi nó như thế nào nha các con nhìn nha các con có thấy không mấy cái miếng kim loại này nè nó đi xuống dưới hết dưới đất chuyện gì xảy ra ở đây đó là do lực hút của trái đất hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về lực hút này qua một cái bằng cách tạo ra một cái tác phẩm nghệ thuật và dùng sơn mình sơn trên một mặt phẳng nghiêng và quan sát điều gì xảy ra nha vật liệu chúng ta cần hôm nay gồm có một cái ống hút nếu quý vị không có ống hút thì mình có thể dùng muỗng cũng được. Và dĩ nhiên là chúng ta cần có sơn. Sơn thì quý vị có thể dùng sơn nước. Nếu không có sơn nước thì mình có thể dùng sơn Tempura và mình sẽ bỏ nước để cho nước nó lỏng hơn một chút. Do đó mình cần một ít nước và dĩ nhiên là mình cần giấy quý vị có thể dùng giấy màu trắng hoặc giấy màu cũng được và chúng ta cần cái mặt phẳng để mà à, cho các em à, vẽ lên tô màu thì quý vị có thể dùng à, một cái bìa để mà giữ giấy chẳng hạn như giống cái bìa giữ giấy này hay là quý vị có thể dùng cái miếng cặt tông rồi dùng cái kẹp giấy để mà lắc hồ mình kẹp giữ giấy cho em vẽ hoặc là quý vị có thể dùng một miếng mốt để mà làm cái mặt phẳng để cho các em vẽ. Ngoài ra quý vị cần phải có cái khăn giấy để mà mình chận cái nước sơn chảy xuống, một cái ly để mà mình làm điểm tựa để nâng cái bề mặt của vẽ của các em cho các em và một cái khay để mà chận cái nước sơn chảy xuống. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha quý vị và các em. Bây giờ mình lấy một cái miếng bìa cứng này ha, Xong mình lấy tờ giấy mình kẹp vào đây. Sau đó mình sẽ dùng cái tre này, cái khai này mình bỏ cái ly, cái ly như thế này để mà mình dựng cái cái, mà, cái như là cái giá cho các em để vẽ như thế này đây. Nó sẽ có cái độ nghiêng như thế này. Độ cái cái giá của em sẽ nghiêng như thế này. Bây giờ các con ơi, các con à, đã có cái ống hút chưa? Ống hút như thế này nha. Bây giờ cô nếu mà các con không có ống hút như hồi nãy cô nói thì mình sẽ dùng muỗng. Bây giờ để cô chỉ các con cách xài ống hút ha. Cách xài ống hút là khi con cầm ống hút ha, con bóp nó như thế này. Xong con bỏ vô trong cái màu sơn ha, con mở nó ra. Con có thấy sơn nó lên không? Đây nè, sơn nó lên. Cô làm lại một lần nữa nha. Đây. Đầu tiên hết á là mình dở lên ha, mình bóp nó như vậy, xong mình nhún nó vào đấy, xong mình mở nó ra thì mình thấy sơn nó lên ha. Cái màu sơn này á là màu sơn nó nó màu à, nó loại sơn này là loại sơn tempera nên nó hơi đặc. Như vậy á thì chúng ta phải cần cho thêm một ít nước vào để cho nó loãng một chút nha. Rồi để cô khuấy ha cô khuấy cho nó loãng. Rồi để cô để qua đây. Bây giờ các con bắt đầu chưa? Đây cô có, đây là cái giá để vẽ của mình. Bây giờ cô sẽ dùng màu này, đối với các con màu này là màu gì? Màu này, màu vàng, đúng rồi. Bây giờ để thử nha, cô vẽ nha. Mình sẽ bỏ sơn lên trên này. Các con thấy? Thấy sao? Nước sơn đang chảy xuống đúng không cô quên mất mình phải bỏ, mình phải bỏ thêm à, cái giấy ở dưới trên cái khay để cho cái nước sơn nó không chảy xuống ấy nó không chảy xuống dơ khăn à, dơ bàn nha đây bây giờ cô làm thử lại nữa nha các con coi nha đây các con thấy không nước sơn nó chảy xuống đố các con biết tại sao nước sơn nó chảy xuống mà nó không chảy ngược lại không đó là do cái sức hút của trái đất Bây giờ cô làm thêm một lần nữa cho con thấy cho rõ nha. Bóp, bỏ vô đây, mở ra, rồi mình... Đài, đài nước sơn đang chảy từ 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 xuống. Bây giờ cô đổi màu nha. Đố các con, màu này màu gì? Màu này màu xanh da trời hay màu xanh dương? Đúng hơn là màu xanh dương ha. Để kỳ này cô sẽ dùng muỗng dùng muỗng nha mình dùng muỗng để mình vẽ thử mình là mình tô màu thử nha đây là cô dùng muỗng cái màu này nó hơi loãng một chút nhưng mà không sao để cô thử nha bây giờ cô đỏ một ít nha các con nhìn nha bây giờ cô thử màu nè cô đổ trên này Ồ. các con nhìn coi nè nó chảy xuống nè cái màu này hơi loãng cái này nó đặc hơn bây giờ cô làm lại nha Here, yeah. cô cho ít màu thôi. Đây, cô bỏ lên màu vàng. Còn các con thấy là cái cái chỗ mà cái màu xanh nó trên màu vàng nó ra màu gì các con thấy không? Đây nè. Đây, nó ra màu xanh lá cây. Bây giờ nếu như mà cô bỏ chậm, cô bỏ màu chậm thì các con quan sát thử thấy như thế nào nha. Để cô lấy tờ giấy khác đi, chờ cô chút nha. Cô sẽ lấy tờ giấy khác. Đây. Bây giờ các con quan sát nè, nếu một cô bỏ nhiều màu, màu này hơi đặc này, cô bỏ nhiều màu thì con thấy sao? Cái màu sơn nó chảy nhanh hơn đúng không? Bây giờ nếu cô bỏ ít lại, chậm chậm, thì cái màu sơn nó chảy chậm hơn rồi bây giờ cô làm lại các con coi nha lấy cái màu xanh này cô bỏ lên trên màu vàng yeah, nhìn coi đây màu gì đây xanh lá cây bây giờ cô để cô làm ngược tờ giấy lại các con thấy như thế nào sơn nó đi như thế nào nha cô quay ngược tờ giấy lại các con thấy sao sơn nó cũng đi xuống theo đi xuống dưới phía hướng dưới đúng không đây lúc nào nó cũng chạy xuống chảy xuống dưới đó là do cái lực, lực hút của trái đất Hi, đây là tác phẩm của cô nè. Các con thấy nó giống cái gì không? Nó giống như là những cái sợi dây rong biển ở dưới biển ha. Các tác phẩm của các con như thế nào? Chúng tôi rất muốn được thưởng thức các tác phẩm của các em. Xin quý vị đừng quên chia sẻ với chúng tôi bằng cách hashtag Purple Museum Creations hoặc hashtag Virtual Purple Museum. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Xin chào tạm biệt. Bye! Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên Virtual Purple Museum của chúng tôi. Chương trình phát sóng vào mùa thu của chúng tôi là vào mỗi thứ ba và thứ năm trên Facebook and YouTube. Hãy ghé thăm chúng tôi, Bill's Backyard, mở cửa vào mỗi thứ sáu thứ bảy và chủ nhật để được cập nhật thông tin xin ghi tên vào danh sách email của chúng tôi truy cập www.cdm.org và ghi tên ngay hôm nay